Còn không ít người vẫn băn khoăn về các thủ tục đổi giấy phép lái xe ô tô và xe máy. Điều này đã khiến nhiều quý khách hàng không biết được trường hợp nào có thể được cấp lại bằng lái xe và trường hợp nào thì phải thi lại. Trong video dưới đây, công ty luật ACC sẽ cung cấp cho quý anh chị đầy đủ những thông tin về các trường hợp phải tiến hành thi lại bằng lái xe máy. Căn cứ theo quy định tại Điều 16, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì hiện nay Việt Nam có đến 13 hạng giấy phép lái xe khác nhau, trong đó có 4 loại bằng lái xe máy như sau. Bằng lái xe hạng A1 cho phép điều khiển các loại xe máy, xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 50 phân khối đến 175 phân khối, đặc biệt còn được cấp cho người khuyết tật điều khiển xe 3 bánh. Bằng lái xe hạng A2 dành cho người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 phân khối trở lên và bao gồm tất cả các phương tiện được quy định trong giấy phép lái xe hạng A1. Bằng lái xe hạng A3 được cấp cho người điều khiển xe máy 3 bánh, xe lam 3 bánh, xích lô xe máy và tất cả các loại phương tiện được quy định trong giấy phép lái xe A1. Bằng lái xe hạng A4 dành cho người lái xe điều khiển các loại máy kéo nhỏ với tải trọng lên tới 1.000 kg. Việc đổi giấy phép lái xe sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 37, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT. Theo đó, những trường hợp cần thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe bao gồm khuyến khích đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng. Người có giấy phép lái xe bị hỏng, còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe. Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ có nhu cầu tiếp tục lái xe nếu đủ sức khỏe được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống. Và cuối cùng là trường hợp nam sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch so với chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Theo quy định tại Điều 17, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi Thông tư số 01/2021 đã chỉ rõ thời hạn của giấy phép lái xe như sau. Đối với các giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn, còn đối với giấy phép lái xe hạng A4 sẽ có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Theo quy định tại văn bản hợp nhất số 20 của Bộ Giao thông Vận tải năm 2019, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, thì những người thuộc trường hợp được cấp đổi lại giấy phép lái xe đã trình bày ở phần trên sẽ không cần phải làm thủ tục thi lại bằng lái xe, mà các trường hợp phải thi lại bằng lái xe theo quy định chỉ bao gồm trường hợp thứ nhất là người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng. Đối với trường hợp quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm, thì kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Còn đối với trường hợp quá thời hạn từ 1 năm trở lên thì kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp 2 là trường hợp người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch và không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định phải dự thi sát hạch lại các nội dung. Đầu tiên, khi quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm thì phải dự sát hạch lại lý thuyết. Còn trường hợp quá hạn sử dụng từ 1 năm trở lên thì phải thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành. Câu hỏi thứ nhất, mức phí cấp đổi giấy phép lái xe là bao nhiêu theo quy định hiện nay? Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Thông tư 188/2016/TT-BTC thì lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng. Câu hỏi 2. Đổi giấy phép lái xe ở đâu? Người đổi giấy phép lái xe có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại một trong những địa điểm sau. Đầu tiên là bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông Vận tải, nơi đã cấp giấy phép lái xe. Thứ hai, bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông Vận tải nơi sinh sống, làm việc. 3. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và cuối cùng là Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trên đây là một vài thông tin cần lưu ý về các trường hợp phải thi lại bằng lái xe máy. ACC với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý luôn sẵn lòng cung cấp đến quý anh chị những dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được những tư vấn tận tình. Và đừng quên truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật những thông tin mới nhất về pháp luật nhé!
Tôi là Thủy Tiên, đến từ công ty luật ACC. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.